Thế là sau 3 năm dịch Covid thì bây giờ tôi là có dịp quay lại nước Nhật lần thứ hai và cũng là quốc gia thứ 29 được đi công tác, được đi làm việc ở nước ngoài, ngoài 63 tỉnh thành ở Việt Nam. Và đi nước Nhật trong một tuần vừa công tác vừa tranh thủ du lịch thăm thú vài nơi, đặc biệt ở thủ đô Tokyo. Và với một loạt các video clip này, tôi cố gắng tôi quay lại rất là nhiều các cái hình ảnh mới lạ, các cái hình ảnh rất là đặc biệt mà chỉ có ở đất nước xứ Phù Tang, tức là nước Nhật Bản, thì chúng ta mới thấy nó xuất hiện. Và từng lần lượt từng video clip tôi sẽ cố gắng tôi sẽ giới thiệu, nhất là những anh chị các bạn nào chuẩn bị chúng ta đi Nhật, chúng ta sẽ chú ý để sau này chúng ta đi về Việt Nam chúng ta sẽ học hỏi được những điều hay, những điều mới lạ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với một số các cái hình ảnh mà tôi ghi được trong cái quá trình mà tôi công tác. Thì công tác là 4 ngày, trong đó có 2 ngày còn lại là đi thăm thú một số nơi, và chỉ bằng cái sử dụng cái điện thoại di động tôi ghi lại rất nhiều cái hình ảnh về sinh hoạt, về ăn uống, về di chuyển, về giải quyết bầu tâm sự, để tất cả các anh chị chúng ta bắt đầu vào cái video clip.
xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những clip sau. Hy vọng anh chị like, subscribe, bình luận. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm.